Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Hôm nay thứ hai ngày 24 tháng 6, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Huy động nguồn lực từ người dân để góp phần hoàn thành các công trình dự án hạ tầng, chung sức xây dựng nông thôn mới để sớm hoàn thành mục tiêu đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2025. Theo đề xuất của Chính phủ, từ ngày 1 tháng 7 tới đây, hàng triệu người sẽ được tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội. Đến nay, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2024 ở Thừa Thiên Huế đã hoàn tất, đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ cùng lãnh đạo các sở ngành đã có chuyến khảo sát một số di tích trên địa bàn thành phố Huế và thị xã Hương Trà. Tại thành phố Huế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến khảo sát tại Thanh Bình Từ Đường, nhà thờ tổ nghệ thuật hát tuồng truyền thống và di tích nhà thờ cổ nhạc, nơi thờ các vị tổ chuyên chế tác các loại nhạc cụ, sáng tác nhạc, truyền dạy nhạc, đã có công khai sáng và lưu truyền âm nhạc truyền thống Huế. Tại các di tích này, Phó Bí thư Thường trực đánh giá cao công tác trùng tu bảo vệ của các đơn vị chức năng. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý để các di tích được gìn giữ tốt hơn và quan trọng là phát huy được những giá trị đối với việc giáo dục truyền thống cho thế hệ sau. Đối với một số hạng mục đã xuống cấp, Sở Văn hóa và Thể thao cần có khảo sát và trình các phương án cụ thể. Đồng thời, cần tổ chức nhiều hơn các hoạt động truyền thống tại các di tích để người dân hiểu rõ hơn về giá trị lịch sử, qua đó cùng chung tay bảo vệ. Tại thị xã Hương Trà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến thăm khảo sát tại nhà thờ Đặng Huy Trứ và tháp đôi Liễu Cốc tại phường Hương Xuân. Cả hai địa danh này đều đã được xếp hạng là di tích cấp quốc gia. Đại diện đơn vị quản lý các di tích đã báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy một số vấn đề liên quan đến công tác mở rộng khuôn viên để tổ chức thêm các thiết chế phụ, qua đó hình thành nên những địa chỉ văn hóa để người dân và du khách có thể tham quan và tìm hiểu lịch sử. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đánh giá cao những ý tưởng cách làm của địa phương và lưu ý các ngành liên quan cần có sự phối hợp chặt chẽ với thị xã Hương Trà về công tác liên quan đến trùng tu mở rộng di tích. Cũng trong sáng nay, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn áp dụng pháp luật về tiếp cận thông tin cho các đại biểu là báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cán bộ đầu mối cung cấp thông tin của các sở ban ngành thuộc tỉnh, đại diện lãnh đạo phòng tư pháp các địa phương. Các đại biểu đã được các báo cáo viên giới thiệu các quy định chung về tiếp cận thông tin như khái niệm, phạm vi, cơ quan có trách nhiệm thông tin, quy định về công khai thông tin, cung cấp thông tin theo yêu cầu và trách nhiệm của các cơ quan trong việc đảm bảo tiếp cận thông tin. Ngoài ra, báo cáo viên đã lồng ghép thông tin về các quy định của văn bản luật và các tình huống cụ thể thường gặp để tham khảo áp dụng trong thực tiễn, đồng thời hướng dẫn giải đáp những khó khăn vướng mắc trong việc triển khai thực hiện các quy định của luật tiếp cận thông tin và nghị định số 13/2018/NĐ-CP. Với phương pháp thuyết trình kết hợp trao đổi thảo luận, báo cáo viên đã tháo gỡ được nhiều vướng mắc mà các đại biểu còn băn khoăn chưa rõ, chưa biết cách áp dụng trong thực tiễn. Chuyển qua những tin tức khác, tiền gửi của dân cư tại các tổ chức tín dụng đạt 6,67 triệu tỷ đồng vào tháng 3 năm 2024. Đây là mức kỷ lục từ trước đến nay trong ngành ngân hàng tại Việt Nam. Cụ thể, trong tháng 3, tiền gửi của người dân tăng thêm gần 39.000 tỷ đồng so với cuối tháng 2. Tính chung 3 tháng đầu năm 2024, tiền gửi của dân vào ngân hàng tăng hơn 143.000 tỷ đồng so với cuối năm trước. Nếu tính tổng tiền gửi của khách hàng tại hệ thống tổ chức tín dụng, bao gồm cả tiền gửi cá nhân và tiền gửi của tổ chức kinh tế, con số này là hơn 13,3 triệu tỷ đồng. Tại Thừa Thiên Huế, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thừa Thiên Huế cho biết, đến nay tổng dư nợ tín dụng đạt 78.400 tỷ đồng, tăng 0,8% so với cuối năm 2023, tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,98%. Không để thiếu xăng dầu là một trong những nội dung đáng chú ý tại công điện ngày 23 tháng 6. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công Thương đảm bảo nguồn cung nhiên liệu trong nước theo quy định. Hiện trên thị trường còn gần 300 thương nhân phân phối xăng dầu, giảm khoảng 10% so với cuối năm 2023. Họ là các đơn vị mua nhiên liệu của doanh nghiệp đầu mối để bán tại các cửa hàng bán lẻ trực thuộc và hệ thống đại lý đơn vị nhượng quyền. Từ đầu năm đến nay, 16 thương nhân phân phối trả giấy phép kinh doanh xăng dầu. Theo Bộ Công Thương, nguyên nhân là do thương nhân chủ động trả sau khi không đáp ứng các điều kiện kinh doanh qua rà soát của cơ quan quản lý. Cơ quan này cho biết diễn biến này không ảnh hưởng tới thị trường.
Theo Cục Thú y Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trên địa bàn cả nước vẫn còn tới 24.650 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ. Điều đáng nói là hiện có tới 70% số cơ sở giết mổ trong số này đang hoạt động không có giấy phép. Tại các cơ sở này, tỷ lệ kiểm soát dịch bệnh, an toàn thực phẩm ở mức thấp hoặc không kiểm soát được, không truy xuất được nguồn gốc sản phẩm chăn nuôi. Tính đến hết năm 2023, cả nước mới chỉ có gần 470 cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm, có nhân viên thú y kiểm soát hoạt động giết mổ theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, năm 2024 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, năm tạo dấu mốc đặc biệt trong tiến trình xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo tinh thần nghị quyết số 54 của Bộ Chính trị. Để hoàn thành được mục tiêu này, cả hệ thống chính trị của tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục quyết tâm tạo đột phá, tăng tốc trong phát triển kinh tế xã hội, tạo sức bật mới để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong đó, đáng chú ý là việc huy động nguồn lực từ người dân để góp phần hoàn thành cả công trình, dự án hạ tầng, chung sức xây dựng nông thôn mới để sớm hoàn thành mục tiêu đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025. Với nhiều người dân khu tái định cư An Truyền, xã Phú An, huyện Phú Vang, con đường liên thôn nhỏ hẹp, khó đi trước đây đã được mở rộng, trải bê tông hóa khang trang. Biết đất là quý, giá trị ấy còn tăng lên, nhưng khi được xã tuyên truyền về những lợi ích mang lại, nhiều người dân đã tự nguyện hiến đất để làm cho con đường xã thông thoáng, văn minh. Từ sau khi họp mà nhà thơ á, thì chúng tôi cũng vận động bà con cháu, thì làm thế nào đó chúng ta cũng hiến một ít đất cùng với bà con, rồi để mà thứ nhất á, là con đường rộng mở, sáng sáng sạch, rồi thứ nhất là có cái đời sống của bà con. Thì bây giờ chị cũng đòi hỏi là con đường rộng lớn, thì chúng ta góp sức cùng với trong thôn để là có một con đường để cho bà con đi lại. Trước đây là đường này là chỉ có 3 mét thôi. Sau đi đây là cũng có chủ trương là tỉnh, huyện rồi xã cũng về vận động để mở ra là 5 mét, thì nói cho đồng là bà con ở thôn định cư thì cũng rất đồng tình, thì các là giống như cả cụm nhà rồi là bậc cấp họ là cũng nhất trí để là đưa vào để cho rộng. Thì ban xã đã vận động người dân, nhất là mở rộng các tuyến đường, con đường mới, đặc biệt là trong thời gian qua cũng đã mở rộng cái tuyến đường từ An Truyền về định cư, tuyến đường Trường Nam Tiểu Thủy và tuyến đường Tiểu Thủy. Trong những cái tuyến đường mà đã thực hiện xây dựng đó vừa qua thì nổi lên có rất là nhiều muốn bà con thực hiện cái việc hiến đất rồi tự nguyện di dời các cái thành quách để có cái đường khang trang sạch đẹp hơn. Và ngoài ra thì công tác dân vận cũng được chính quyền địa phương quan tâm, vận động bà con quan tâm đến phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Bên cạnh xã Phú An, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy cũng đang là một điểm sáng trong việc huy động các nguồn lực xã hội hóa để xây dựng công trình đô thị. Nhiều người dân tại đây đã hiến đất, chung tay cùng chính quyền địa phương xây dựng cả công trình giao thông, công trình công cộng, thiết chế văn hóa. Nhờ đó, diện mạo đô thị phường Thủy Dương ngày càng khởi sắc và phát triển. Đóng góp những cái con đường mà mở rộng ra, thì khi mà nghe chính sách bán xuống thì dân họ rất đồng tình ủng hộ, để làm sao góp một phần cùng với thị xã Hương Thủy là kết nối với thành phố Huế, và nhân dân phường Thủy Dương cũng rất là ủng hộ để làm sao góp một phần để đưa thành phố Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Dân ở đây đều là thoải mái khi mà nghe là làm một cái công trình đường xã để mình trực nhà mình. Thì khi mà nghe nói là nhà nước nhưng cũng làm, nhà nước hỗ trợ ra phần nhiều, còn những đóng góp phần ít, thì mọi người đều là chấp thoải mái chấp nhận. Chứ vì trước đây là mình đi cũng đường đất, mà bây giờ là coi là được một đường bê tông như thế này thì coi ai cũng thích hết. Với mục tiêu lấy người dân là trung tâm, chính quyền các địa phương đã vận động người dân tham gia hưởng ứng phong trào do tỉnh và thành phố phát động như Ngày Chủ nhật Xanh, Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, phong trào văn minh đô thị. Bên cạnh đó, các mô hình kinh tế hay hiệu quả được áp dụng ở nhiều địa phương đã giúp cho đời sống người dân ngày càng đi lên, giảm tỷ lệ hộ nghèo, phát triển kinh tế địa phương.
từ đó tuyên truyền người dân chung sức xây dựng Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương theo nghị quyết 54 của Bộ Chính trị vào năm 2025. Phong trào dân vận khéo thể hiện rất rõ ở các phong trào trong cái việc là người dân tham gia hiến đất mở đường trong công tác giải phóng mặt bằng, rồi kể cả cái phong trào về thi đua yêu nước trong việc là xây dựng các cái mô hình ở địa phương, như mô hình là tuyến đường hoa, là các cái mô hình về phát triển kinh tế xã hội. Và phải nói rằng qua thông qua hoạt động các cái phong trào, các cái cuộc dân vận khéo, mô hình dân vận khéo cũng đã là góp phần rất lớn trong cái việc là sự tham gia tích cực của người dân và tạo được cái sự đồng thuận cao trong xã hội. Thì người dân luôn là vai trò chủ thể trong quá trình thực hiện trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của thị xã Hương Thủy, và cụ thể đó là cái lòng mong mỏi của người dân và nguyện vọng người dân để góp cùng với thị xã Hương Thủy, để góp sức cùng với tỉnh Thừa Thiên Huế để trở thành thành phố trung ương. Và người dân đã góp ý và tham gia tích cực vào các cái đồ án quy hoạch của thị xã, đặc biệt là các cái đồ án phân khu của các phường. Sự chung sức đồng lòng của chính quyền và người dân trong các phong trào cũng góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo ngày càng giảm, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi thay, góp phần hoàn thành mục tiêu sớm đưa tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Tiếp tục chương trình với một số thông tin đáng chú ý. Theo đề xuất của Chính phủ, từ ngày 1 tháng 7 tới đây, hàng triệu người sẽ được tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội. Ngoài ra, trợ cấp ưu đãi người có công cũng sẽ tăng 35,7%. Theo đó, bên cạnh phương án điều chỉnh tăng 30% lương cơ sở từ 1,8 triệu lên 2,34 triệu, Chính phủ cũng đề xuất Quốc hội cho phép điều chỉnh tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 7. Đối với người đang hưởng lương hưu trước năm 1995, sau khi điều chỉnh mà có mức hưởng thấp hơn 3,2 triệu đồng một tháng, thì điều chỉnh tăng 0,3 triệu đồng một tháng. Có mức hưởng từ 3,2 triệu đồng một tháng đến dưới 3,5 triệu đồng một tháng, thì điều chỉnh bằng 3,5 triệu đồng một tháng. Ngoài ra, Chính phủ cũng đề xuất điều chỉnh trợ cấp ưu đãi người có công theo mức chuẩn trợ cấp từ 2 triệu 055.000 đồng lên 2 triệu 789.000 đồng một tháng, tăng 35,7%, cao hơn 5,7% so với mức tăng lương 30% của công chức. Giữ nguyên tương quan hiện hưởng các mức trợ cấp ưu đãi người có công so với mức chuẩn trợ cấp. Đồng thời điều chỉnh trợ cấp xã hội theo mức chuẩn trợ giúp xã hội từ 360.000 đồng lên 500.000 đồng một tháng, tăng 38,9%. Cùng với đó, việc thực hiện đồng thời điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội theo các nguyên tắc của Nghị quyết số 28 Trung ương khoảng 12 và quy định của pháp luật hiện hành để đảm bảo sự đồng bộ. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, ngành đã sẵn sàng cho việc triển khai sử dụng thống nhất tài khoản định danh điện tử VNEID trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến từ ngày 1 tháng 7 tới. Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thực hiện đồng bộ xác thực thông tin định danh cá nhân của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tính đến tháng 6 năm nay, hệ thống của ngành đã xác thực trên 97,6 triệu thông tin nhân khẩu có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trong đó có hơn 87,4 triệu người đang tham gia thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Đến nay, toàn quốc đã có khoảng 35 triệu tài khoản giao dịch điện tử cá nhân với cơ quan bảo hiểm xã hội được cấp với quy trình tương đương định danh mức độ 2. Đã có hơn 12,2 triệu lượt sử dụng tài khoản VNEID để đăng nhập ứng dụng VSSID. Từ ngày 1 tháng 7 tới, sẽ thực hiện thống nhất dịch vụ công trực tuyến bảo hiểm xã hội trên ứng dụng VNEID. Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 diễn ra trong hai ngày 27 và 28 tháng 6. Tại Thừa Thiên Huế, kỳ thi sẽ được tổ chức tại 37 điểm thi đặt tại các trường trên địa bàn 9 huyện, thị xã và thành phố Huế với 12.846 thí sinh đăng ký dự thi. Đến nay, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2024 ở Thừa Thiên Huế đã hoàn tất, đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn nghiêm túc. Những ngày gần kề kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, hơn 200 cán bộ giáo viên làm công tác thi được Sở Giáo dục và Đào tạo phổ biến thêm những quy định trong quá trình coi thi, đặc biệt là lưu ý đến những điểm mới trong quy chế thi năm 2024, bổ sung những vật dụng thiết bị cấm mang vào phòng thi. Tại hội nghị này, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng báo cáo kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, phân tích số liệu, chỉ ra những tồn tại hạn chế để cả cán bộ giáo viên rút kinh nghiệm tổ chức tổ kỳ thi năm nay.
liên quan đến nghiệp vụ đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các điểm thi và phát hiện các vấn đề gian lận trong thi cử. Công an tỉnh cũng cử cán bộ giới thiệu các thiết bị công nghệ cao để giúp cả cán bộ coi thi nhận biết và có thêm kinh nghiệm chống gian lận trong thi cử. Đến thời điểm này, chúng tôi cũng đã tham mưu với ban chỉ đạo thi của tỉnh, lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh và phối hợp với ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cũng giống như các sở ngành liên quan để chuẩn bị tất cả các điều kiện về các địa điểm tổ chức thi, các điều kiện đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy, các điều kiện về phòng tránh các thiên tai cũng giống như các ảnh hưởng khác mà ảnh hưởng liên quan đến tổ chức kỳ thi. Tại Thừa Thiên Huế, kỳ thi năm nay, toàn tỉnh có 12.846 thí sinh đăng ký dự thi tại 37 điểm thi. Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội nghị hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, giao nhiệm vụ cho hiệu trưởng các trường có trách nhiệm phổ biến, tập huấn, quán triệt về quy chế thi cho toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên học sinh. Sở cũng đã xây dựng phương án điều động cán bộ giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi, chấm thi, thanh tra. Công tác chuẩn bị đều được thực hiện đầy đủ chu đáo. Đặc biệt trong năm nay, để nâng cao tỷ lệ đỗ tốt nghiệp tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hỗ trợ ôn tập cho các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh từ cuối tháng 5 đến trước kỳ thi. Chúng tôi rốt ráo tổ chức từ khi mà các em kết thúc kỳ kiểm tra học kỳ 2 và đến hôm nay. Thì như vậy gần một tháng để ra soát cái việc ôn tập cũng như trang bị cho các em những cái kỹ năng về làm bài. Năm nay là cái năm giáo thời giữa chương trình cũ và chương trình mới, cho nên các em học sinh phải tăng tốc trong cái việc là xác định cái trách nhiệm người học sinh cũng giống như là cái động lực học tập để các em phải vượt qua được cái kỳ thi này. Công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, tính đến thời điểm hiện nay, cơ bản đã hoàn tất về cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện cho kỳ thi. Dự kiến lãnh đạo tỉnh và ngành giáo dục và đào tạo cũng sẽ có những buổi kiểm tra đột xuất tại các điểm thi để ra soát lại những khâu cuối cùng, đảm bảo tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc. Đoàn Thanh niên Khoa Tin, Trường Đại học Sư phạm Đại học Huế tổ chức trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vùng biên giới của các trường học ở A Lưới trước khi bước vào năm học mới. Theo đó, có 90 suất quà là sách vở, đồ dùng học tập, đồ chơi cùng 10 chiếc xe đạp cho học sinh vùng biên giới A Lưới đã được trao cho học sinh tại 3 điểm trường là trường Trung học cơ sở Quang Trung, xã Quảng Nhâm, trường Tiểu học Nhâm và trường Mầm non Hồng Vân với tổng trị giá trên 60 triệu đồng. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong việc chung tay chia sẻ khó khăn với các trẻ em vùng biên giới còn nhiều khó khăn trên địa bàn huyện A Lưới. Những thông tin về tình hình thời tiết trong ngày cũng sẽ khép lại chương trình trưa nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Thời tiết tại Thừa Thiên Huế mây thay đổi đến nhiều mây. Đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa vừa mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, mưa lớn cục bộ và gió giật mạnh. Ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 26 độ. Thời tiết biển có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4, sóng biển cao 0,5 đến 1,5 m. Trong 2 đến 3 ngày tới, ngày 25 đến ngày 26 tháng 6, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to, trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, mưa lớn cục bộ và gió giật mạnh, nên nhiệt độ dao động nhẹ.